Thật sự anh rất mệt mỏi rồi em, nên không thể đi chung tiếp con đường. Vì một người dốc hết lòng yêu thương, còn một người thì cứ vô tâm bình thường. Ở bên anh mà em nghĩ đến ai? Còn yêu em anh phải cố gắng từng ngày. Đã suốt nuông chiều lo lắng cho em bao điều, mà với em thì không bao giờ là đủ. Chuyện tình yêu thì phải xuất phát từ cả hai, không phải ngồi đợi chờ ban phán như thương hại. Anh mỗi ngày làm mọi cách để giữ chặt tay, đổi lại là sự thờ ơ của em như vậy. Buồn đến mấy cũng phải kết thúc kể từ đây. Anh dừng lại dù lòng tan nát theo mây trời. Anh hiểu rằng mọi cố gắng cũng chẳng đổi thay. Một lòng vì em mà kết quả buông tay như vậy. Ở bên anh mà em nghĩ đến ai vậy? Còn yêu em anh phải cố gắng từng ngày. Đã dần nuông chiều lo lắng cho em bao điều, mà với em thì không bao giờ là đủ. Chuyện tình yêu thì phải xuất phát từ cả hai, không phải ngồi đợi chờ ban phán như thương hại. Anh mỗi ngày làm mọi cách để giữ chặt tay, đổi lại là sự thờ ơ của em như vậy. Buồn đến mấy cũng phải kết thúc kể từ đây. Anh dừng lại dù lòng tan nát theo mây trời. Anh hiểu rằng mọi cố gắng cũng chẳng đổi thay. Một lòng vì em mà kết quả buông tay như vậy. Chuyện tình yêu thì phải xuất phát từ cả hai, không thể ngồi đợi chờ ban phán như thương hại. Anh mỗi ngày làm mọi cách để giữ chặt tay, đổi lại là sự thờ ơ của em như vậy. Buồn đến mấy cũng phải kết thúc kể từ đây. Anh dừng lại dù lòng tan nát theo mây trời. Anh hiểu rằng mọi cố gắng cũng chẳng đổi thay. Một lòng vì em mà kết quả buông tay như vậy. Anh hiểu rằng mọi cố gắng cũng chẳng đổi thay. Một lòng vì em mà kết quả buông tay như vậy.